Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hantai Channel. Và các bạn ơi, không biết các bạn đã quay được lắp máy rồi. Bây giờ thì Hantai đang nằm ở lắp 4 nha các bạn. Anh em mình chắc sẽ dùng 9 game đi để bỏ qua cái nhiệm vụ cho nó lẹ nha. Tiếp theo thì hôm nay anh em mình sẽ đến với wow, 3 trò trong khu vực list. Và ở đây chúng ta sẽ phải thả là mấy cái bé rồng yêu nhau ra nha các bạn. Rồi, ở đây thì anh em mình có thể xem quảng cáo không nhỉ? Ui, hết rồi à. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ chờ nha các bạn, tầm khoảng tiếng nữa thôi thì anh em mình sẽ thả được mấy cái bé rồng yêu nhau ra cái chỗ ấp trứng nha. Thì khi đó mình sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ này. Và Hantai cũng hướng dẫn các bạn cách để làm nhiệm vụ khá là chi tiết trên cái trang web của mình là hantaichannel.com nha. Còn bây giờ, ngày hôm nay anh em mình sẽ đến với bộ 3 các bạn ơi. Wow, có một cái thành viên cũng được rất là nhiều bạn yêu mến và comment anh ơi, anh hãy review về nhân vật này. Cho nên hôm nay chúng ta có cái thành viên này nha. Và mọi người muốn Hantai review về bé nào để cảm nhận cái sức mạnh cũng như là cái thành viên nào mà các bạn yêu mến thì các bạn hãy để lại bình luận để cho Hantai biết mà review cho các bạn xem nha. Nhân vật này của chúng ta sẽ có một cái bộ giáp siêu chắc của dòng Titan. Con này nó có 4 chiêu các bạn ha. Con này là Titan Mark Rồng nữa nha. Sau lưng chú ấy là các bạn thấy có một cái bóng tối nhẹ đúng không? Đó, thì chiêu lửa sẽ là khả năng hút máu của chú này. Ở đây thì chú này sẽ còn thêm 3 chiêu nữa là chiêu mặt trăng, chiêu swirl hay còn gọi là chiến tranh ha. Chiêu cuối cùng là chiêu nguyên thủy nha mọi người. Trong 4 chiêu này thì tuyệt chiêu lửa là cái chiêu đam to nhất, lượng đam lên tới 2000. Còn những chiêu là còn lại thì 1050, chiêu cuối cùng của chúng ta sẽ được 1200. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ sức mạnh của cái thành viên này ở cái khu vực đó chính là khu vực list nha. Let's go. Wow, anh em mình nghe nhẹ thử đội hình tiên bản xem. Lần này thì mình sẽ đến với là cái bé Titan. Rồi, cho các bạn xem anh em mình sẽ sử dụng cái bộ giáp. Đó, bây giờ là bay cái giáp rồi. Bây giờ mình sẽ lượm nhẹ tiên bản ha. Thành viên tiếp theo thì chúng ta sẽ bật cái khả năng hút máu. Tuyệt chiêu này là chiêu lửa nha. Lượng đam lên tới 113.000. Quá ghê gớm rồi. Tuyệt chiêu Swirl của chúng ta thì chỉ nằm ở cái mức gọi là 95 thôi. Và các bạn biết vì sao mà cái lượng đam nó chênh lệch nhiều đến thế không? Vì các bạn thấy là cái lượng sức hút máu là nó lên tới 2.000 luôn nha các bạn. Đây, anh em xem nha, chỗ này chúng ta có tới 2.000 lượng nè. Còn này thì chúng ta chỉ có 1050 thôi, nó chênh lệch tới 150 điểm lượng đó. Rồi, với cái tuyệt chiêu nguyên thủy này thì sao? 93. Rồi, với cái chiêu so với cái chiêu mà gọi là hút máu thì những cái chiêu này nó còn non và xanh lắm. Bật cái khả năng hút máu lên 125 nghe. Wow, lượng sát thương rất là ấn tượng luôn. 102. Ngon lành nha. Ca này anh em mình lùa cũng hơi nhanh nha các bạn. Sức mạnh gọi là đạt được cái đỉnh cao luôn của cái thành viên này rồi. Đây sẽ là một cái đây sẽ là một cái nguồn sức mạnh rất ghê gớm nha. Sát thương nhân 2. Tem bạn cái con này là nó cũng giống mình luôn các bạn ơi. Nó có cái bộ giáp của Titan, nhưng mà anh em mình còn là ma cà rồng nữa. Đó, khi mà bị hút máu, ở khi mà bị mất máu thì anh em mình sẽ hút máu để trị thương lại cho chính mình nha. Wow, do lượng máu tem bạn còn khá thấp cho nên mình chỉ hút được cái lượng máu của tem bạn thôi. Ôi, băng trị lửa ta. Đúng rồi, nước trị lửa mà. Wow, ca này hơi khoai nha. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ xử lý nhẹ với cái bé Heroic đi. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Wow, 5 sao. Ghê vậy. Thành viên này được 5 sao luôn các bạn ha. Con này nó có cái khả năng đặc biệt, đó chính là hên nó có thể có được 2 lần đánh ấy. Ôi, hết sảy luôn nha. Ráng kiếm thức ăn mà đẩy lên level 70 nữa thì thôi, ai chịu cho nổi chứ hả. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ ra nghía nhẹ một cái. Nhiệm vụ này thì anh em mình đã xong rồi các bạn ơi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái sự kiện này nha.
Ở đây thì cái sự kiện này thì các bạn sẽ để ý nha. À, trên cái trang web của mình là mình cũng để sẵn cái bản đồ cho mọi người rồi. À, còn ở đây thì anh Tây sẽ di chuyển cho các bạn xem nha. Đây, anh em mình sẽ di chuyển qua khu vực máy bên cánh tay phải của mình nha. Ở đây thì mọi người có thể thích lấy rồng, nhưng mà anh Tây thì anh Tây sẽ chơi để cày cái sự kiện nha các bạn. Mình cày, mình mở những cái chiếc rương ấy để mình lấy những cái vật phẩm trong những cái chiếc rương để cày điểm sự kiện nha. Đây, này thì anh em mình đi sát mốc luôn nha các bạn. Rồi, tới luôn. Rồi, khi mà các bạn đi sát bên cánh tay phải này đó, thì các bạn sẽ đến với đây hai chiếc rương nha. Sau đó thì anh em mình sẽ thu hoạch. Rồi, chiếc ở trên đây thì nó rẻ hơn nè các bạn. Chúng ta chỉ tốn 225 thôi. Wow, nhưng ba. Giờ mình phải đi xuống ngược trở lại cái nữa nè. 400. Hoài thế nhờ. Rồi, theo cái sự tính toán của anh T thì anh em mình nên tới cái vị trí này thì chúng ta sẽ trở lại đi các bạn ơi. Đây, anh em mình sẽ di chuyển trở lại cái vị trí này, tốn tầm khoảng 40 điểm á. Sau đó thì anh em mình sẽ để mình xem lại coi chúng ta sẽ đi lên hay là đi xuống nha. Ok, anh em mình sẽ đi lên trên nha. Đây, rồi anh em mình đi lên phía trên tầm khoảng là 1 2 3 4 4 các bạn, tầm khoảng 4 chiếc rương là bắt đầu anh em mình sẽ rẽ bên tay phải nha. 1 2 3 4. Ok, bây giờ anh em mình sẽ rẽ bên cánh tay phải và mình sẽ đi mở cái chiếc rương mé bên đây ha. Ở đây nó sẽ có thêm một chiếc rương nữa cho anh em mình. À, rương này thì nó ra giá cũng rẻ nữa nè, có tầm khoảng 225. Đây, 225 nha. Hai chiếc. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ tính toán như thế nào đây. Tiến lên, nếu mà mình tiến lên tầm khoảng 2-3 bước các bạn. Anh em mình tiến lên 3 bước, sau đó rẽ bên tay phải thì chúng ta vẫn ok, chúng ta vẫn đến được với hai chiếc rương nữa nha. 1 2. Ok, lên luôn. Ôi, hết điểm rồi hả? Cay nha. Rồi, hết điểm các bạn ơi. Anh em mình có thể vào cái khu vực quest để chúng ta chiến đấu và mình kiếm thêm điểm coi chơi sự kiện nha. Let's go. Rồi, ở đây thì mình quên mang cái con kia ra rồi. Tạm thời thì xài đỡ mấy bé này ha. Và để kiếm thêm điểm nữa, các bạn có thể xem quảng cáo nha các bạn. Hiện tại thì trên cái tivi á thì nó sẽ xuất hiện quảng cáo để anh em mình kiếm thêm điểm coi chơi sự kiện này luôn. Ở đây thì mình kiếm được tầm khoảng 50 điểm nha. Hôm nay thằng sẵn mình lụm luôn ở trong đây một hiệp nữa. Rồi, victory. Chỗ này thì ở đây các bạn, đây cái tivi chỗ này nha. Anh em mình có thể xem quảng cáo để kiếm thêm nè. Đây 45. Đó, cũng được 6 cái nha. Rồi, để mình xem coi trong coi còn chỗ nào có cái advance gì nữa không. Rồi, tạm thời là ổn như vậy nha. Bây giờ mình sẽ vào hơi nhầm rồi. Bây giờ mấy bên đây mới đúng nè. Được 170 điểm, anh em mình di chuyển thẳng lên phía trên luôn nha. Wow. Ôi, ẩu rồi, nếu như mình lạng qua mình đi xuống thì nó sẽ rẻ hơn xíu các bạn ơi. Anh em mình đi cái đường này. Và bên đây là nó tốn chỉ có 50 thôi, nhưng mà lỡ đi rồi. Lỡ đi cái đường này rồi biết sao giờ. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ đến với, anh em nào trong team thì cố gắng làm nhiệm vụ nha. Hiện tại thì team mình gần lấy được rương 6 rồi các bạn à. Mỗi người phải cố gắng đóng góp thêm một ít nữa ha, thì anh em mình mới có thể nhận được cái phần thưởng giá trị này, 370 orbit của dòng Legend nha.
Rồi, chỗ này anh em mình kích cái này để tăng cái lượng vàng của chúng ta lên. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với là... đâu rồi, khu vực West, khu Arena. Arena thì anh em mình còn quậy, để xem có còn quậy nổi không. Đây, khu Arena thì anh em mình vẫn còn rồng để quậy nha. Vô kèo luôn. Let's go, cùng nhau trải nghiệm nhẹ cái thành viên Titan Macaron của anh em mình ở khu Arena này nha. Mới vô là thấy tem bạn nó mạnh quá, cho nên mình sẽ cho Karma Heroic ra. Ôi, kích khả năng miễn nhiễm luôn. Ở đây anh em mình cưa nhẹ cả ba con đi. Đó, tầm này thì bắt đầu lụm nè. Rồi, thành viên tiếp theo là chiến binh Kisun. Ôi, con này nó mới level 60 thôi các bạn à. Wow, mạnh dữ. Rồi, lần này chúng ta sẽ đến với là Titan. À, ui trời, con này 170 mấy ngàn. Ghê vậy, bật cái hút máu lên nè. Wow, victory nha mọi người. Rồi, ngon lành ngành đào luôn. Rồi, và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho chúng tôi một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.